Rồi, kính thưa bà con ha, thì hôm nay tới miếng vườn của anh Phát này, thì đâu đó miếng vườn bển là sầu riêng mãn hoang hái bự rồi, cây đó cũng gần 4 năm rồi ha. Bên đây trồng nguyên một bờ này là sa mu kinh ha bà con, đâu đó khoảng 100 cây sa mu kinh ha. Thì giờ để theo chân anh Phát hôm nay làm chủ đề về cắt tỉa nhánh phướng của cây sa mu kinh ha bà con. Đó, thì cắt lại tạo một thân một cốt ha. Rồi để dài dài cây trên đây luôn, có những cây khó cắt để quay lại clip cho bà con mình tham khảo ha. Thì ai có ý kiến hay hơn thì đóng góp dưới phần bình luận ha bà con. Thì đây là cây này rất là hại não luôn nè, cây này cây xương cá nè bà con, nó ép như cái xương cá mình ha, nhưng mà nó vẫn một thân một cốt đi lên thôi, bỏ lại ha bà con, chủ yếu mấy cái nhánh phướng thôi bà con. Đó, đây cây này rất là bự phướng luôn nè, nó bắt buộc phải hạ cho nó thấp xuống nè. Đó, anh hạ hấp xuống đạt đo, đo, đo đúng rồi, tại nó có mấy cái nhánh kia nó ra ngon rồi nè, dài bên đây luôn. Nên nếu mà bà con mà cây sa mu kinh nếu để tự nhiên ha, rồi sau này nhánh mình phải mất công giống lại ha bà con. Hà mình cắt tỉa ngay từ lúc nhỏ, chọn một thân một cốt như mấy cây bự vườn ở bển ha bà con, thì là sau này nó sẽ ngon ha. Còn mà mình nhát tay mình để tự nhiên ha, thì sau này nó phướng lên nhìn thấy nhìn mất công, kiểu như nó lúc làm trái mất công giống mấy nhánh đầu lên thôi con, tại nhánh nào nó cũng bằng bằng nhau hết trơn đó. Thì đây là cây musakin sáu sáu hay là 7 tháng tuổi gì nữa. Đợt rồi thì cũng có chia sẻ tưới nano vôi đâu con, để nâng pH đất đó. Đó thì nói chung trồng cũng có cây này cây kia sảy ha. Đó thì 100 cây đâu đó đạt cả 90% là cũng rất là đạt đó bà con. Đó, đi nói tiếp đây đi, coi rằng coi anh Phát cắt tỉa để cho bà con chia sẻ kinh nghiệm, nếu ai trồng sa mu kinh thì mình cắt tỉa mấy nhánh phướng nha bà con. Đó, xiết quá háo luôn đó, còn nhánh đó luôn đó anh Phát, đúng rồi. Đó, trồng cây sa mu kinh thật sự nếu mà ai mà mới lên vườn mà cắt tỉa rất là nhát tay luôn ha. Nói chung làm sao mà cho nó có một thân một cốt đi lên vậy là ok ha bà con. Đó, vậy dạ đây nè. Đó, như cây này có một nhánh nó vượt bằng cái đọt luôn nữa ha. Cây này mình cắt nhánh được rồi. Đó, nhánh đó đó. Đó, đúng rồi. Cái nhánh bên đây luôn đi. Nó quá trời nó phướng luôn. Đó. Rồi bà con thấy không, một thân một cốt làm lại liền ha. Nó mình cắt bỏ một lóng luôn ha. Đó, để có gì sau này em sẽ cập nhật lại miếng vườn này, xem một kinh cắt tỉa từ nhỏ cho bà con mình xem tới cây lớn khoảng 1 năm tuổi 2 năm tuổi nó như thế nào ha con. Đó, cái này là bỏ luôn đi thôi, cái này nó còn đọt còn cao mà. Cái này cũng bỏ luôn đi tại vì nó một thân một cốt rồi. Nói chung mà làm sao mà sau này được cái cây một thân một cốt ha, thì nó làm trái chất lượng hơn ha bà con. Đó, cái này bỏ luôn đi. Mấy cây này bị sao anh Phát? Sẵn cắt lấy cái tược lại ha. Sẵn lấy tược lại cho nên nó lâu lớn hơn chứ không phải cây đó hai ha bà con. Dạ. Nó như cây này để bình thường luôn nè, tại vì nó vuốt lên rồi ha. Tại vì thân chính nó cao á bà con. Nhưng mà hồi đó cũng có, hồi nhỏ mua về cái như 2-3 tháng tuổi cũng có cắt tỉa một lần ha. Chứ không cắt tỉa là nó phướng dữ lắm luôn không bà con. Đó, đầy dạy dữ, để quay cho bà con coi để xem cho tham khảo, xem vui cho vui chơi ha. Ví dụ mà bà con nào có ý kiến hay thì cứ việc đóng góp với phần bình luận theo con. Đó, cây này giờ nó phướng dữ lắm luôn không bà con. Đó, nó phướng luôn tới cái nhánh này, cái nhánh này nó cũng phướng luôn nè ha. Đó, cho cắt tỉa luôn đặng cho nó cái nhánh kia nó không bị ép vô. Nó đúng rồi. Rồi còn nhiều thì để tự nhiên đi, chừng nào mà nó vượt hơn đọt nữa thì mình cắt tỉa tiếp ha bà con. Thì nói chung thì những mấy video này thì em làm là chia sẻ thực tế luôn ha. Cái này kia cái nào thì nói chung mình biết thì mình chia sẻ lên đây ha. Còn cái nào mà nói chung thì nó chặt chủ đề thì bà con cứ việc đóng góp ý kiến ở dưới phần bình luận ha bà con. Cái này bỏ luôn đi. Cái hàng sa mu kinh đó, nói chung mà là một cái dàn lá mà để cho nó đậm như hàng miếng vườn, hàng mãn hoang lớn đó thì cũng hơi khó ha bà con.
cây năm đầu tiên là nói chung là trồng nó cứ ngã màu vàng vàng vậy đó ha. Nó cũng không phải thiếu phân mà cũng không phải thiếu gì hết, mà tại vì cái giống nó vậy heo con. Rồi cỡ chừng 8 tháng đổ lên ha, từ từ giờ đổ lên là mình ô bế này kia thì nó sẽ xanh đậm lại heo con. Nó cây này là nói chung là nhìn vô địa hình là rất là gắt gói luôn nè. Nó phướng đều hết trơn cây luôn. Cái này là phải mạnh tay mới được. Dạ. Cái này phải mạnh tay đi chứ mà để là sau này nó tùm lụp luôn á. À, anh mạnh tay lại đi. Cho nó xấu đi. Cái này đó hai hân hay gì mình cắt hân chính nó lên yếu chứ ta? Không. Nó chết đọt. Chết đọt ha. Bởi vì nó mới phướng mấy kia lên quá trời luôn á chứ. Rồi thấy sao? Nó nhắn, cho tự chủ vườn cắt luôn đó. Đó. Chứ em sao mua kinh là nói chung là nhìn cũng tùy theo cây thôi ha bà con. Nhiều khi nó phướng quá cũng đau đầu hết chứ. Giờ để chừng nào nó phướng hơn cái đọt nữa đi mà thái cắt. Giờ dưỡng lại cái đó đi. Xong xong hết bữa mình cứ chặn hoài luôn nặng cho nó lên thân chính đi. Đó, như mấy cây này nè, hạ xuống rất là dễ, như cây này quá gói luôn. Cây này chỉ có 2-3 tược à. Đó, cái tược ngoài mé ngoài đây. Tược mé ngoài đây ha, với tược bên đây. Đó, ngay tược ngay tay anh luôn á. Đó, canh đi. Với bên đây một tược nữa là ok. Là nó hấp hơn mấy cái kia đó. Đó. Cắt xong nhìn thấy một hân một cốt liền ha bà con. À, cây nhìn trong hình nó không đẹp chứ ngoài nó rất là đẹp ha bà con. Cái lá nói chung quản lý sâu gầy từ miếng dựng lớn lay quanh đây xịt thuốc quanh đây luôn thì nói chung thì nó chuẩn nha. Mỗi lần xịt thuốc gì là quơ cho hàng sao một kinh này hết. Cây này bỏ luôn đi Phan, cây này ok quá rồi. À, bà con lưu ý mỗi lần mình trồng cây con mình cầm rồi coi chừng nó siết hơn ha bà con. Ở đây con nhánh nè, nhánh này cắt đặng cho nhánh trong nó đè ra, cắt đại hấp hấp đi, bữa 2-3 nhánh nó bung ra đúng rồi. Đó, bữa 2 nhánh này cái nó phướng lên nữa nè heo con, nhưng mà nó vẫn có một hân một cốt đi lên nè. Nói chung miếng vườn này là có cắt tỉa hồi đó khoảng 3-4 tháng rồi, nếu mà không cắt tỉa giờ là nó rất là gói luôn heo con. Đó, cây này hồi đó có cắt tỉa luôn rồi, cắt xa quá nè, giờ nó vẫn phướng lên nữa nè heo. Đại đi cho nó mấy nhanh đó sẽ cây giờ bữa cái nó phướng lên nữa đó. Rồi còn nhánh này nữa nè, nhánh này cắt ngang đây luôn cho nhánh này nó đè xuống kìa, ngang này nè, đặng cho nhánh này nó ra nè. Đó. Nếu mà cây nào có thời gian mà chặn ra nữa thôi làm kiển luôn chứ lấy trái gì. Còn một nhánh này em sợ nữa nó phướng lên nè, nhánh này nè. Nhánh này nó có hai chi vậy nè, cắt nhánh đó được đó. Đúng rồi. Ngon lành. Chứ bên đây nữa nè. Bên này nhánh này nữa nó phướng, nó cạnh tranh dinh dưỡng nữa nè anh bác. Nó nhánh đó nè. Nhánh đó phướng. Ví dụ mà bà con mà có cắt tỉa sợ cái việc cắt xa xa ra rồi mình đi xa ra mình nhắm cây rồi mình cắt lại nữa ha bà con. Thì đối với cây sao mô kinh cứ việc đâu đó khoảng 3 tháng đi ra mình kiểm tra cắt tỉa một lần, chứ để lâu quá nữa nó gói địa hình luôn á bà con. Như cây này đi đọt nó phướng thì ghê không đó. Nếu mà ai nhát nhát tay để sau này là nhánh phướng là nữa là mình lấy dây mình chặn là mấy nhánh phướng nó mới mang trái nổi, chứ không là gió thổi nhẹ cái hoặc là trái nặng quá là nó tét ra nguyên một bệ luôn á bà con. Đó, mình cắt từ nhỏ vậy nè. Clip hôm nay là làm về chủ đề cắt tỉa Musakin nha bà con. Quá trời cây này nó phướng đều hết trơn luôn à ha bà con. Nếu mà bà con nào kỹ mà trồng số lượng ít cỡ khoảng chừng 50 cây mà mình có thời gian mình sẽ chặn nhánh ngay chang như cây mai mình ha. Mấy nhánh này nè, cái mình chặn ngay như nè. Đó, sau này cái nó quen cái nết này nó nằm xuống gì luôn rồi ha bà con. Còn mà mình trồng số lượng nhiều mình nên cắt tỉa đi, nặng chọn một hân một cốt đi cho nó an toàn. Từ xưa giờ cái sầu riêng mình chỉ một hân một cốt thôi ha. Để chừng nào có dịp đi lên Thanh Bình Đồng Tháp miếng vườn sao kinh lớn cho anh chuẩn bị làm trái ha bà con, để tự nhiên nó
là sau này là miếng vườn đó vài tháng nữa mà làm trái là phải giống nhánh vô ha bà con. Họ chưa được 2 phút cắt tỉa nó nhìn thấy một thân một cốt liền ha bà con, quá đẹp. Cái vàng lá này là xịt, nói chung là xịt thuốc y chang như vàng lá bên mảng hon ha, mà nhưng mà lá nó sổ ra nó cũng chưa có được đậm cho lắm ha. Vậy nói chung là so với mảng hon là chưa được phê đó bà con, lá phải xanh đậm dày. Nhưng mà sao một kinh được vậy thì nói chung thì người ta làm cũng rất hay mới được là cái vàng lá xanh đậm dày ha bà con. Thử vàng lá này cũng được chứ cũng chưa dày cho lắm ha. Đó, như cây này cũng phướng nữa nè, gói địa hình luôn, cắt từ từ thôi, mình canh cây lại chứ không phải vô ào ạt cắt hồi ra chui lũi luôn ha bà con, cứ việc từ từ cắt tỉa. Này nó bị sạt lở đất thì mình ốp lại đâu hay chuột bươi sạt sạt đó. Cắt luôn nhánh đó luôn, nhánh anh mới cầm mà, đúng rồi, nhánh đó nó chọn khớp rồi, coi nhánh trong nó ra như thế nào, cắt đừng chừa cho nhánh, đúng rồi, chừa cho nhánh trong nó đè ra đó, đừng có lỡ tay cắt ngay trên giữa nha. Mất luôn cây đọt luôn là lâu ạ. Rồi vậy được rồi, để 3-4 tháng sau rồi đi vườn cắt tỉa tiếp đó. Như cái này bỏ được rồi, coi dây nhỏ được rồi. Thì nói chung thì cũng kết thúc video tại đây ha bà con, thì video cũng quá thời lượng cho phép rồi. Thì có vấn đề gì đó thì bà con cứ việc đóng góp ý kiến dưới phần bình luận ha, mình cùng nhau phát triển cái vấn đề mà về nền kinh tế sầu riêng ha bà con. Video đến đây xin kết thúc nha bà con. Chúc bà con một ngày mới thật nhiều sức khỏe và ghé thăm vườn chăm sóc cây đạt nhiều kết quả tốt hơn nha bà con.